Em xin được kính chào các anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Em là Sơn, em đến từ Hà Nội K với địa chỉ 99 đường Thành Thái Cầu Giấy, Hà Nội. Thì bên em chuyên mua bán và trao đổi các dòng xe đã qua sử dụng nhé. Thì hôm nay em giới thiệu với chị một chiếc xe mà bên em cũng mới về. Đây là chiếc VinFast Lux SA 2.0 Turbo. Chiếc này thì được sản xuất năm 2020 và mang biển kiểm soát Hà Nội nhé anh chị nhé. 30G583.23, một chủ sử dụng từ đầu. Và đây cũng là cái phiên bản cao cấp nhất của dòng VinFast nhá, bản Premium. Cùng đời với phiên bản này thì sẽ có 3 phiên bản: phiên bản PU này, phiên bản Plus và phiên bản Premium. Ở phiên bản này thì sẽ được trang bị nhiều option với nhiều tính năng công nghệ. Ví dụ như anh chị có thể thấy cái phần đầu xe sẽ được trang bị cam 360 anh chị nhá. Và bộ mâm hình dao phay hai màu cực kỳ là đẹp chị nhá. Phiên bản Premium thì sẽ được trang bị như vậy. Và cụm bóng đèn pha thì full LED, 4 cảm biến đầu. Đây. Xe thì cực kỳ mới, siêu lướt anh chị nhá, mới chạy được hơn 18.000 km. Đây, anh chị có thể thấy thì những đường gân trên xe này còn cực kỳ thẳng. Sơn thì hầu như là sơn nguyên bản theo xe. Phần đuôi xe VinFast Lux SA 2.0 Turbo, sử dụng động cơ Turbo nha anh chị nhá. Và sẽ được trang bị camera lùi theo xe này. Phần cốp của chiếc VinFast Lux SA này thì cực kỳ là rộng rãi, khi anh chị có thể hạ ghế thứ 3 xuống thì đựng rất là nhiều đồ. Đó, nhìn cực kỳ là rộng rãi, xe 7 chỗ ngồi nha anh chị nhá. Cốp chỉnh điện. Với cái màu đen này thì ở thị trường Việt Nam bán cực kỳ là chạy. Bên trong thì sẽ được trang bị nội thất là màu kem nhá anh chị nhá. Ghế da cao cấp. Đây là ghế da La Ban nhá anh chị nhá. Ghế da. Ghế chỉnh điện còn rất là mới. Xe này thì bên em chạy được 18.000 km anh chị nhé. Trang bị màn hình cỡ lớn này, có bản đồ chỉ đường này. Và điều hòa tự động cộng sạc 12V. Phanh tay điện tử. Rất là nhiều chức năng. Tất cả bên trong khoang nội thất này còn giữ rất là mới, nguyên bản, hết theo xe nha anh chị nhá. Các nút tích hợp trên vô lăng này, da trên vô lăng còn rất là mới, chưa có một vết nhăn nhá chị nhá. Xe cực kỳ là siêu lướt. Chỉ có phiên bản cao cấp thì mới trang bị bộ ghế da La Ban nha anh chị nhá. Nhìn cực kỳ là sang trọng và sạch và sáng chiếc xe rất là nhiều. Đó, hàng ghế thứ hai chị thấy còn rất là mới. Điều hòa cho hàng ghế thứ hai
chỉ có phiên bản cao cấp thì mới có nha anh chị nhá. Và sẽ được trang bị hai cổng USB và cổng sạc 12V. Rất là thuận tiện. Xe cực kỳ là đẹp. Siêu nước nhá. Xe này bên em sẽ cam kết với anh chị sẽ không đông đụng, không ngập nước. Máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Bên em sẽ cam kết với anh chị hết trên giấy tờ. Bây giờ hãy đi cùng em vào bên trong khoang động cơ của chiếc VinFast Lux SA. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy kìa. Những đường vạch sơn của nhà máy thì vẫn còn nguyên bản hết theo xe nhá. Rất là sáng, rất là đẹp. Đó. Anh chị mua xe bên em thì em sẽ cam kết với anh chị ở xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số cũng còn nguyên bản đi sao xe nữa. Thì, sau đây em xin tổng kết lại thì hiện tại bên em đang có chiếc VinFast Lux SA 2.0 Turbo. Chiếc này thì được sản xuất năm 2020 và một chủ sử dụng từ đầu, mang biển kiểm soát Hà Nội nhá, 30G583.23. Xe này thì hiện tại thì chạy được 18.000 km. Bên em thì đang bán với mức giá là 1.185.000.000. Giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động. Bên em sẽ vẫn hỗ trợ trả góp tối đa nhá anh chị nhá, 70% giá trị xe. Anh chị có thể đi check ở bất kỳ hãng nào của VinFast hoặc những gara nào anh chị quen biết. Mọi chi tiết xin liên hệ thông tin của chiếc xe này. Anh chị liên hệ giúp em hotline trước màn hình hoặc đến trực tiếp tại showroom của em ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, showroom Hà Nội K, để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc đến uống nước với em cũng được. Phần cuối video em xin anh chị một nút like này, một nút subscribe để ủng hộ kênh YouTube của em nhé. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.